tiền hộ hộ tiền đường mà. Tuấn nhà ông Lưu hắn đi làm nhà. Tuấn nhà ông Lưu hắn làm nhà mà 3 tỷ nhân tiền. Thi nhau đầu tư đường. Mỗi thằng trả một bao đấy. 5,600 nghìn một. Hết bao nhiêu cái đấy này? Mũ này của anh trước là dòng mũ đắt tiền chứ không phải rẻ đâu đúng không? Mịn hết đấy, này. Ngoài nó vẫn mịn lắm, chẳng qua là quăng quật nhiều nó vỡ thôi. Cô Tư ông rong đi. Giá lại lệch nhau.